60 cảnh sát lần theo nhóm cướp xe nữ lao công ở Hà Nội để khám phá, bắt giữ được nhóm đối tượng cướp xe máy của nữ lao công. Công an quận Nam Từ Liêm và phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội đã huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy xét không ngừng nghỉ suốt 2 ngày đêm. Lê Minh Khánh, ảnh lớn và đồng bọn ảnh nhỏ tại cơ quan công an, hối hận muộn màng. Ngày 6 tháng 8, công an quận Nam Từ Liêm khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan vụ cướp xe máy của nữ lao công để điều tra về hành vi cướp tài sản và không tố giác tội phạm. 4 đối tượng gây vụ cướp gồm Lê Minh Khánh, sinh năm 2002, Bùi Quý Dương, sinh năm 2003, Trịnh Minh Hiếu, sinh năm 2002 và Trương Thiên Bình, sinh năm 2003. Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định 2 đối tượng có hành vi không tố giác tội phạm là Nguyễn Huy Hoàng, sinh năm 2000 và Lê Thùy Trang, sinh năm 2004. Các đối tượng đều trú tại Hà Nội. Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, song kẻ cầm đầu nhóm cướp là Lê Minh Khánh đã có án tích về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi chấp hành án phạt 6 tháng tù, ngày 15 tháng 6 năm 2021, Khánh về ở với bà nội tại phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, thiếu sự dạy dỗ của bố mẹ do bố đã mất, còn mẹ không biết ở đâu. Khánh sớm bỏ học, sống lang thang không có nơi ở cố định, thỉnh thoảng mới về nhà. Trong khi đó, các đối tượng khác trong nhóm cướp cũng thuộc thành phần lêu lỏng, nghiện game và thiếu sự quan tâm từ gia đình. Trịnh Minh Hiếu từng không đủ điểm để thi tốt nghiệp trung học phổ thông nên đã vào trường bổ túc, rồi tiếp tục học nội trú ở một trường chuyên đào tạo võ thuật. Tương tự, Bùi Quý Dương sinh ra trong gia đình công chức nhưng lại bỏ ngoài tai lời khuyên răn của bố mẹ, bỏ học từ lớp 10. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận lý do đi cướp vì thiếu tiền tiêu xài. Quá trình lấy lời khai, Bùi Quý Dương tỏ ra hối hận khi tham gia vụ cướp trên và thừa nhận hành vi của mình là quá tàn nhẫn khi cướp đi tài sản giá trị nhất của nữ lao công. Em không phải là chủ mưu, nên cũng không biết phải làm gì. Lúc đó cướp xong em chỉ biết bỏ chạy, Dương nói. 2 ngày đêm lần theo dấu vết. Trao đổi với phóng viên, Trung tá Đặng Mạnh Cường, đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an quận Nam Từ Liêm cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo về vụ cướp, đơn vị đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự, huy động 60 cán bộ, chiến sĩ tập trung điều tra, truy bắt nhóm đối tượng gây án. Vị đội trưởng này cũng cho hay, quá trình điều tra gặp không ít khó khăn vì thời điểm xảy ra vụ án vào đêm tối, nhóm cướp đeo khẩu trang, đi xe không biển kiểm soát. Lực lượng phá án đã phải rà soát, trích xuất camera và lần theo dấu vết các đối tượng trên địa bàn rộng, trải dài qua nhiều quận. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng mùng 5 tháng 8, cảnh sát ập vào nhà riêng của Bùi Quý Dương tại phường Mai Động, quận Hoàng Mai trong sự bất ngờ của đối tượng. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Dương đã khai nhận hành vi phạm tội. Từ đó các đối tượng còn lại cũng lần lượt bị bắt giữ, Trung tá Cường chia sẻ. Dẫn theo Trung tá Cường, trong vụ án này, dù các đối tượng trẻ tuổi nhưng thực hiện hành vi rất manh động, thể hiện sự coi thường pháp luật, quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng để chiếm đoạt tài sản là chiếc xe máy của nữ lao công, vì vậy cần phải nghiêm trị trước pháp luật. Sau khi cướp được xe máy của nữ lao công, nhóm của Khánh mang về để ở ngõ 874 Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội, rồi mang hai thanh kiếm chích ở cầu Vĩnh Tuy và cầu Long Biên. Đang thời điểm giãn cách xã hội, do không bán được chiếc xe và lo sợ bị phát hiện, các đối tượng bàn bạc thống nhất mang chiếc xe máy cướp được của chị T bỏ lại khu vực hàng rào đường Tân An Bình, phường Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, còn chìa khóa ném vào bãi cỏ trên dải phân cách rồi về nhà. Bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé.